What? Thì không à? Trời ơi! Nếu như mà các bạn không biết thì Free Fire mới reset rank. Và tất cả mọi người ở trên đại cao thủ cũng như là thách đấu sẽ xuống rank kim cương để mà chơi. Cũng như đây được gọi là rank đầu mùa. Và trong video này mình sẽ leo rank đầu mùa, nhưng đó sẽ là ở server Việt Nam chứ không phải Bangladesh hay là Indonesia gì cả. Hãy cùng xem là mình có leo được huyền thoại trong video này không nhé. Nhưng mà trước khi mà các bạn hỏi là tại sao không leo ở Bangladesh cho nó dễ hoặc là tại sao không leo ở Indo cho nó dễ, thì mình là đứa con của Việt Nam, tự hào là người Việt Nam. À mà trước khi bắt đầu video thì các bạn nhớ ấn like và đăng ký nha. Ý là làm ơn, ấn cái like đi, ấn like tôi cái đi. Cảm theo đó đăng ký cho kênh tôi được 1 triệu sức công năm nay giới. Ở trong năm sau, trong năm nay cũng được. Nói chung cứ ấn đăng ký lại like đi. Atorituzu của mình đang khá là có nhiều súng để mà bắn. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ leo rank tử chiến xếp hạng lên rank huyền thoại. Nhưng mà trước khi leo rank tử chiến thì chúng ta cần chỉnh sửa một số kho đồ của mình. Đầu tiên tất nhiên là phải có rồi. Chúng ta sẽ có cây ly tia chớp. Chúng ta sẽ không xài Kairos và chúng ta sẽ không xài Zota nhé. Chúng ta sẽ xài build đồ như sau. Một là Raphael. Khi sử dụng súng nhắm thì chúng ta sẽ không phát ra tiếng súng. Hai là Kelly, bởi vì Kelly nó tăng tốc chạy mà. 3 là Maro và 4 là Moco. Còn bếp thì mình sẽ xài MR Wago. Kèm vào đó là cái này nè, ba lô tiếp tế. Như vậy là đủ để mà leo tử chiến xếp hạng và mình sẽ chơi ở vị trí ông kiếm M ha. Bởi vì là mình rất là thích chơi ông kiếm M. Đó cũng là cái lợi thế của mình. Kiểu mình chơi PC á, chơi ông kiếm M nó đã. Bây giờ ra này mình đã có ông kiếm M y rồi. Trận này chả có ai gánh cho mình cả. Team mình đều là 02 hết. Bam lũ này thì lũ này thì cũng quá đần rồi. Lũ này con Khánh Ngọc, con gái hay gì á. Đang spam emoji khá là căng. Mình đang đứng ở đây mình coi thử có người không. Có người, đang có người rồi. Phải nhận cái cây coi. Người hình như là đang công lên thì phải. Đang công lên, đứng ở đây không được đâu. Đứng ở đây là chết đấy. Những người đó công quá. What? Thiệt luôn hả? Trời ơi à! Trời ơi à! Bản quyền video tao. Bản quyền chết tao, thằng chó. Oh fuck, team địch mình đang thấy một thằng ở trên kia. Hình như là thằng kia đang bơm máu, chắc chắn phải bơm máu rồi. Chắc chắn phải biết ra. Chúng ta bắn hụt. Không sao hết. Hình như là người đang công của chúng ta. Let's go. Chúng ta có hai khẩu cái MI. Chúng ta có thêm một khẩu Uzi nữa. Thằng kia mẹ mày mở thiên lý ơi à. Thề chả hiểu đây là một cái trend nữa. Trời ơi tao lại mày đừng mở thiên lý ơi cho tao nghe nữa. Please. Trời ơi. Rõ. Ôi được. Tại biết nghe lời nhá. Rõ. Không à, thề đéo hiểu. Chúng ta có Ngọc Heo, Ôm Xinh Gái và Box. Mong là tổ đội này nó sẽ là một tổ đội thông minh một tí. Bởi vì là mình muốn lên huyền thoại khá là nhanh. Nói chung trong trận cũ mình đã chơi ngộ không. Mình thấy ngộ không kiểu khá là OP khi mà chơi với shotgun nhé cả nhà. Đây, chúng ta sẽ xài kỹ năng xử lý tình huống tuyệt đỉnh của chúng ta. Ê, cái gì vậy? Thằng này đi ra vậy? Nó đâu ra vậy? Là nó đi từ đây, xong đi sang đây, xong nó gặp mình đó hả? Thiệt luôn! Ngọc heo của chúng ta. Anh ấy cứu bạn rồi, anh ấy cứu đội rồi. Boss 01 không biết làm gì đây. Ra như thế nó biết chết thì chết con ạ. Thì tao không hiểu. Anh như thế nó biết thì chết. Ơi. Boss 01 chúng ta kéo tâm không được rồi, kéo tâm không trúng rồi. Anh ấy kéo tâm được rồi, hay quá. Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy một người kéo tâm được. Team mình cũng khá là hay. Da đen như mình không nên nói nhiều cái nhà. Chúng ta sẽ chơi M104 thôi. Chúng ta sẽ phải yêu cầu cái mẫu thôi. Lên ơi cái nhà. Đi đường này được không nhỉ? Đi đường này được không ta? Đi đường này được này. Quá ngon. Sẽ đi lên. Ôi mẹ giẫm lên đầu mình ạ, thề chả hiểu. Mày! Súng mình cài đạn lâu quá. C3 cái gì đây? Trời ơi, sao những tình huống của mình toàn là 1v3 xong rồi kiểu đồng đội mình ra thì lũ này chạy hết vậy. Tình huống gì đây? Oh shit! Quá gà so với khẩu shotgun này. Mình xử lý tình huống như cất. Chúng ta sẽ phải vận dụng cái não thôi. Xài cái đầu để mà suy nghĩ, để mà chơi thôi. Nói chung là khi mà chúng ta bắn shotgun thì cái súng này kiểu không thể gài đạn nhanh được. Gài đạn rất là lâu. Cho nên là khi mà chúng ta bắn thì chúng ta phải chắc chắn. Bắn là kiểu chúng ta bắn sẽ rất là gài đạn. Sau đó chúng ta bắn được. Khi mà chúng ta gài đạn thì chúng ta chỉ có chết. Mình nghe tiếng bom. Ok. Mình đặt keo được rồi.
Ờ, chị ba. Ơi! Chạy ơi, chạy ơi, chạy ơi. Ui, 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 gì đây? Cục được rồi. Đang lút đồ khá kinh. Đặt keo ra. Chạy. Lên, 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 lên cái nhà ơi. Thế kìa. Let's go! Pha đó nó xử lý lỗi nha. Kiểu mình chơi game này mình nghĩ là mọi người đều khôn á, nhưng mà không. Pha đấy nó ngu quá. Rồi, nắm cấp 3 chúng ta mua mẹ 5 cái keo luôn. Chúng ta quá giàu chúng ta mới biết. Không ạ, thề đéo hiểu. Cảm ơn nha. Không ạ. Không. Bắn khá kinh, bắn khá kinh. Phải yếu rồi, phải chạy ơi. Chạy, phải chạy ơi. Phải chạy ơi, phải chạy ơi. Phải chạy ơi. Tất nhiên là phải chạy ơi. Rồi chúng ta công lên. Công lên, công lên. Ơi, mày lại gài đạn nữa rồi. Ồ, oh, chị ba. Chúng ta giết được hai mạng, chúng ta giết được hai mạng. Hay quá, ai vậy, ai vậy, ở đâu vậy, ở đâu vậy. Yếu rồi này, hai bên đầu. Viên đầu mấy viên tiếp này. Hay quá team ơi. Let's go. Không mà thề chả hiểu. Cho cầm cái khẩu này lên chúng ta đi nhanh hơn. Tại sao chúng ta không cầm nhỉ? Chả hiểu. Chạy đi đâu hả con? Chạy đi đâu hả con? Where you go? Where you go? Rồi. Làm gì đấy con? Làm gì đấy? Anh thấy có người. Ô oh! Ô nhiều người vậy? Ô nhiều người vậy? Bị mai phục rồi. Oh shit. Chúng ta chưa có một cái chiến thuật nào cả. Kiểu chúng ta sẽ đi tìm người sau rồi chúng ta bắn ấy. Kiểu chúng ta chỉ có như vậy thôi. Chúng ta chả có một cái chiến thuật nào cả. Mình phải tìm ra một cái chiến thuật gì đó để mà kiểu có thể cứu vãn cái tình hình này. Giết nó. Oh. Oh Shiba. Let's go. Chơi ta thắng một trận rồi. Ồ, oh, mình ngu quá. Để ý là kiểu khi mà mình bắn hai viên á, và khi mà mình bắn trượt là kiểu tụi nó cũng sẽ bắn mình, nhưng mà mình không chết ngạp tức ấy. Và tại sao mình kiểu mình phải bắn nhanh nhỉ? Tụi mình bắn chậm chậm tí được mà. Anh đang chơi đồ bình thường mà em, anh mà đang chơi chơi shotgun mà, đang chơi build đồ shotgun mà. Anh mày bảo anh mày phải ra đất thề. Anh mới lớn. Đúng. Nên móc cua cho nó sướng. Thôi. Đấy mọi người thấy. Cũng đang sướng rồi. Ủa tự nhiên team mình hay dữ vậy? Ê thôi được rồi, mày đưa a đức cho anh mày đây, anh mày vẫy mày xem. Đây đây đây, xem nhá. Một idol 300 người đăng ký, 300k người đăng ký. Ui bro ra hết con ngon. Anh mày mua cái súng này anh mày phế vật rồi em ạ. Không có xuống bắn kiểu gì. Mày tao mò mày thấy cái bốn. Yên tâm, đấy chưa, anh quá mơ rồ. Ngốc khẩu USB ra. Cho khẩu USB. Cho nó là sao thì bật edit lên anh. Cho khẩu lụng thì con ta. Căng tương khẩu USB là không hiểu. Ui, anh có phải. Bình tĩnh đi em ơi, nó anh loạn quá. Nó đánh mất bể. Anh bắn em mất kiểm soát rồi. Bình tĩnh em ơi. Ghế biết tiếng luôn. Tỉa lông chim nó. Tỉa lông chim nó anh ơi. Tỉa lông chim nó. Đúng không? Tỉa lông chim nó. Nó ở đâu vậy? Anh nào phán đoán giùm anh với. Kia. Này đây đang mặc quá cảm, anh ơi. Bắn kìa. Mà mình bị bẫy chính mình à, mình bẫy cái chính mình mà. Má. Rồi anh mày chơi được, anh mày mua được hai khẩu AKM rồi. Mua giáp cho anh mày đi. Thằng ở đây nè em ơi, thằng ở đây nè. Bắn nó đi bốc ơi. Hay quá em ơi. Good
tụi thêm bớt nhé. Quá tuyệt vời. Cảm ơn nhé. Lên 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 thằng cuối em ơi. Thằng cuối. Cứ ăn. Trời ơi em ơi. 31 đấy em, đừng thua nhá. Anh bắn hai thằng rồi. Có lên em ơi. Đằng sau em ơi. Trời ơi, cái tâm kia gì đây em. Hiểu rồi, hiểu rồi. Let's go. Anh mày mà mày 83, một đứa 11. Không phải cái đái thôi. Anh cần mày mày AW cấp M em à. Thằng nào có AW cấp M không? Rồi hay quá em ơi. Anh mày chơi blue này quá đã rồi em à. Ai mua mũ cho anh mày đi, anh mày bắn lũng đầu giờ. Gì đây, cái gì đây, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đứa đổ giống nhau, sợ vãi lồn. Thì anh đi cover cho. Thằng kia chết rồi em ơi, lên. Gì đấy, cái gì đấy, hay quá em ơi, let's go. Không phải sợ, em ơi, đi lên. Let's go, phòng cách em ơi. Phòng cách. Thằng nào mà mua súng cho anh đi, anh mày hết súng rồi. Anh mày bây giờ mày bước lên đi. Thằng nào mà kiểu bây giờ thằng nào mà đi lên đây là ăn một cái phong cách của anh này. Tụi mày chuẩn bị xem này. Xem ăn một phong cách. Trời ơi. Phong cách. Lên em ơi. Tụi nó sợ rồi. Phong cách quay mời. hồi máu đi. Lên. Phong cách. Yếu rồi. Phong cách. Anh mày nhảy anh mày như con thỏ luôn em ạ. À. Anh mày nhảy này bắn à. Thề đéo hiểu. Yếu rồi. Yếu lắm rồi. Gì đây? Yếu kìa, phá keo. Phá keo anh tu đuôi. Phá keo nó. À! Hay! Nó cứu được chưa? Cứu tôi! Phong cách đằng sau em ơi! Đằng sau yếu lắm rồi em ơi! Trời ơi! Chạy em ơi! Nó cứu tèn! Nó cứu được cái kia! Bắn nó! Nó cứu được cái kia! Thuộc một! Thằng cuối! Nó chỉ còn 20 đam thôi! Rồi! Phong cách! Hôm nay nghe tiếng chân này như nào? Chạy ơi. Đó bên đó. Má, chết cái dừa map kêu an toàn à, thề chả hiểu. Thơm. Cảm ơn nha. Quá pro nha, mình quá pro. Chạy đâu mà con? Chạy. Ơi. Chạy. Nhường. Thằng kia chết luôn rồi, thằng kia sẽ chết rồi. Thằng kia sẽ phải đi xuống rồi. Mày sẽ phải đi xuống rồi. Nó sẽ phải nhảy xuống rồi. Đủ xem có tem trời em đó. Thôi, anh chỉ nhớ hồi chiều rồi. Cái gì vậy? Y đế nữa, trời ơi, cái gì vậy? Mày! Ngu! Chị thỏ cứu chút trời gì vậy? Không thèm chấp nhận luôn mà. Con mày chấp nhận luôn mà. Cái gì vậy? Y đế thiệt hả? Đội đâu có chấp nhận đâu. Cái gì vậy? Trời ơi, tình yêu phi vai hả? Cái gì vậy? Chơi thầm nhé kìa, chúng ta sẽ thầm. Bắn cái súng ngoài mại nó bá tí. Chứ round này mình không mua. Hay quá. Ô. À, Shiba. Mà nó có cái chỗ để mà nó kè cái nhà. Mình chả có chỗ nào cả. Em qua bắn nó cứu kêu của em. Cái gì vậy? Rồi. Ê, cái gì kìa? Kéo cái tâm này. Ôi. Ác đâu. Kinh thật. Edit kinh thật cái nhà. Ván đấu trong mơ cái nhà. Ván đấu mà team mình chơi hay vãi đái. Hay quá. Chúng ta sẽ ung dung cho cái MI ơi. Request giáp có thể ai mua không nè. Chúng ta mua nấm. Request giáp chả ai mua cho mình nữa. Mình đang chơi trong một cái trận gọi là có hai cặp đôi yêu nhau. À nhầm. Có một cặp đôi yêu nhau đang mà chơi với mình cái nhà. Thì chả hiểu. Hay quá team ơi. Trời ơi. Team trong mơ của tôi đây rồi. Team trong mơ ơi. Bắn này luôn nè. Gạt nó luôn nhé cả nhà, gạt nó luôn, lấy súng. Rồi chúng ta nghe tiếng địch, cho nhìn địch. Cái gì đấy? Như là hai đứa ở dưới này, một đứa dưới này luôn. Hay quá team ơi, trời ơi, ván đấu trong mơ của tôi đây rồi.
Trời ơi team may quá. Bắt đầu chồng mờ nha. Súng skin này, Tanjiro này, xong rồi team chơi hay này, xong rồi là họ phối hợp với nhau này. Ôi ôi, mãi đúng ván đấu chồng mờ luôn. Tôi đang mờ hả? Tôi đang mờ hả? Tại anh hẹn tòa đội người ta không có chấp nhận á. Tôi đang mơ hả? Không biết mấy người này bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh bực mất đây mình hỏi á. À, hai anh chị là hai anh chị nhiêu tuổi vậy? Phải đéo trả lời luôn mà. Má quá chảnh ạ. Thì em nè, em hỏi nè, em hỏi nè. Hai anh chị nhiêu tuổi vậy? Ơ! À, không trả lời thật kìa. Anh chị ơi. 31 á. 31. 12 tuổi. À 12, 12 tuổi. Còn anh kia 42. Anh kia 42. Ủa mà cho em hỏi là thiệt hay giỡn vậy? Tôi 21 rồi. 12 tuổi. 2k3 Free Fire à? What the fuck? 2k3 chơi Free Fire à? What is this? Cho đẩy lên luôn. Đây quá. Đây là ván chơi trong mơ của tôi. Đồng đội ai cũng chơi hay hết. Ai cũng lại chơi hết sức hết. Let's go. Ván chơi trong mơ. Let's go. Hay quá đồng đội tôi ơi. Tôi xúc động quá. Cái gì cơ? Không quan tâm nhưng mà mình xúc động quá cả nhà ơi. Thì mình chơi hay quá. Trời ơi. Shop vũ khí của Kelly. Kelly Gaming hả? Trời ơi. Rồi hai người đấy đang 8 triệu với nhau. Hai người đấy đang 8 cái gì mình chả biết nữa. Chúng ta rô chính. Chúng ta là AWM. Nhưng mà chúng ta lại chơi Parfail à. Thì không sao hết cả nhà ơi. Tapic. Giờ này nó không có ngủ đâu. Bắn keo luôn nhé cả nhà. Bắn keo này. Ui. Let's go. Trên vực bắn keo mạnh quá, hoàn hảo cả nhà ơi. Trời này quá hoàn hảo. Team mình ai cũng chơi hay, ai cũng chơi hết sức, ai cũng chơi pro hết. Ngon quá. Đồ mùa gặp mấy con boss đúng không em? Đồ mùa gặp mấy con boss không? Ngon quá. Nghe nói là đồ mùa gặp mấy thằng bắn dữ lắm hả em? Nè, anh này anh bảo mọi người chơi bắn như boss à. Thề quá hay. Nói câu speak fast. Yếu em. Ấy. Team mà phải bắn như thế. Mẹ bắn như thế mới làm mẹ mày. Let's go. Quá ngon cả nhà. Chúng ta bắn thứ hai là có một thằng ngu của team và chúng ta có một cặp đôi. Tôi hạnh phúc. Đây nhá cả nhà, mẹ mình bắn hai cầu ốp nhá. Đây xem nhá. Đây xem này. Khá là tuyển thủ của chúng ta không có đi qua đây rồi. Bóng thứ cả nhà. Ui. Team mình hay quá. Let's go. Team mình quá đỉnh cả nhà ơi. Trời ơi, tôi đỉnh quá, tôi ngon quá. Phải kick bạn rồi. Phải add friend này. Add friend này, thằng chó này không add friend làm gì hết. Thằng chó này chơi ngu như bò. Thôi, chúng ta tìm được trận rồi. Chúng ta bú win. Bú. Let's go. Chị ấy 21 tuổi, anh ấy mà 40 mấy tuổi à. Tình yêu Free Fire. What the fuck? Như trước em có... chứ em có kết bạn với một bạn bên nhánh 1. Free Fire còn có nhánh nữa, what? Là chuyện người ta mình không nên xía vào làm gì cả. Nhưng mà kiểu nhánh, what? Nhánh gì cơ? Ô! Oh! Nó đã bắn điên vậy, Xem mẹ tuyển thủ xử lý nhá. Edet, Eboy. Ui! Ui! Còn còn chơi nhiều. Ui! Ui! Gì đấy? Ui! Cái gì vậy? Ui! 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 Edet cũng không thể nào mà chống lại khỏi cái này à. Chúng ta sẽ chơi G36 hay gọi là một cấu tầm sai đấy. Hoặc là chúng ta sẽ chơi mini Uzi. Mini Uzi mà khẩu siêu mạnh nhất nha. Thôi siêu mạnh. Đây công lên nhá, công lên. Mình sẽ đi tới chỗ gần gần tí. Mong là tụi nó sẽ không thấy mình. Mình chả. Anh yêu em gì vậy? Anh yêu em này. Ê ô, thằng này từ đâu ra vậy? Shiba, cái gì vậy? Cái map này mình chả biết cả nhà. Cái map này mình chả biết đi di chuyển nữa. Nó này nhiều chỗ quá. Ôi, cái gì vậy? Ôi, phải cái đái chết kìa. Thì đéo hiểu. Ôi, tôi nhảy xuống kìa. Quang, bắn chết mẹ nó luôn. Quang, cứu được không? Nó ở đây nè cái nhà, nó ở đây nè. Đặt tâm nhé, đặt tâm trước nhé. Ngước mặt mình lên. Có gì chào? Bắn hai gục hai thằng kia rồi. Chưa lắm. Chắc là thằng kia. Thằng kia. Thường mấy thằng chết là nó hay qua độ nó lắm. Từ. Ui. Đó lên nè, nó cứu nè. 180. 20 máu. 180. Đại bàng đã cho bạn một quả bom keo, cảm ơn nhé đại bàng. Ôi là cái này nó sẽ cho bom keo cho tất cả đội của mình luôn rồi. Ui. Đâu vậy?
chả có ai ở đây hết cả nhà, chả có ai ở đây hết. Mình sẽ nhìn nhích lên tí, nhích lên một tí nữa. Hình như là ở dưới đúng rồi, ở dưới cả nhà, dưới rất nhiều luôn nhé. Từ từ rồi mình đi xuống đây, xuống đây. Let's go, quá hay cả nhà. Thề team mình quá hay, mình cũng vậy. Má bú quá. Trời ơi, không có trình được có khịa kìa. Ủa có trình rồi gì luôn. Game này cũng có vụ có trình hay gì luôn hả? Ghê dữ vậy. Nghe mà lòng tôi sao xuyến luôn á. Ôi bắn trận này, trận nữa là nghỉ. trận nữa là nghỉ. Cái giọng này buồn cười quá. Chúng ta sẽ lên huyền thoại ngay trong ngày hôm nay, ngay trong cái ngày reset năng này. Sẽ rồi. Đây. À! Oh fuck, lỗi thao tác kìa, oh, nhưng mà team mình đang bị hot. Oh, còn một thằng thôi. Team ơi, ba người, team chúng ta có ba người. Oh, let's go, ông này chơi hay vãi, đúng là dâm bục mà. Kiểu thực sự đây là một trận đấu trong mơ của mình luôn ấy. Team mình chơi mà quá hay à. Tu sâu ơi, let's go, đảo cái nhà ơi. Oh, một trận nữa rồi, mình lên kim cương rồi. À dầm. Một trận nữa thôi mình lấy huyền thoại rồi. Ôi cái team này. Ôi cái team trong mơ. Team mạng trong mơ cái nhà. Thề. Ông này ổng cũng chơi PC giống mình. Hai PC, hai mobile. Thằng này hình như là em của ông này. Trời ơi, tao nói nó đã gì đâu á. Ngon quá. Cảm giác mình ghép được với cái team như này kiểu mình thấy hạnh phúc phải cứ. Mình sẽ ghép với những đồng đội như thế nào, kiểu như thế. Đầu tiên chơi server Việt Nam là đã như vậy cả nhà. Chúng ta sẽ đi qua phía bên kia. Ê, mình thấy cái màu vàng gì đó kìa. Mình không nên đi nhanh quá, mình nên đi theo đồng đội của mình cả nhà. Đi theo đồng đội của mình cho nó chắc ăn. Đây đi theo đội nhé, đi theo đội Game Sense. Đội của mình đi như nào? Ở trên đây. Thấy rồi, bố mày thấy mày rồi. Lên! Anh em đâu? Ui. Hay quá. Ngon quá cả nhà ơi. Đồng đội tôi hay quá. Ôi lại một AK này. Phải lái thật. Bắn AK luôn nhé cả nhà. Đi. Đi đây. Hay quá. Anh ấy cầm dao nó chém mà thề chả hiểu. Reform team là cái team mà hồi trước anh Độ Phốt là lấy cái tên á hả? Dạ. Phải cái đá thật cả nhà. Chúng ta chơi Desert Eagle nhá. Trận này có team mình gánh rồi, mình tự tin mình bắn Desert Eagle cả nhà. Có một thằng ở đây, mình biết mà. Một thằng ở trên cái nhà này nè. Thằng cuối ở đâu quanh quẩn đây nè. Đây nó ở trên đây nè. Rồi, chúng ta có AWM. Sao đâu mua được giáp? Mua được cái mũ không ta? Ai mua cái mũ cho tôi không? Hello, ai mua mũ cho tôi không? Cặp trận nhá. Vừa hẹn hò này, vừa date này, vừa bắn hay này, vừa hoàn hảo này. Thề cái trận này đúng trận trong mơ của mình rồi. Ai bảo mình thức dậy được không? Tôi sẽ đứng đây, cho cành. Ngại ngùng liền. Ngại rồi cái nhà ơi, ngại rồi. Cái gì vậy? Đâu giờ? Đâu đây à? À đây, mình thấy rồi. Ôi, team mình lo hết luôn mà. Thề chả hiểu. Team mình quá hay rồi. Trời ơi, lên huyền thoại nó dễ như thế sao? Tôi cần trang bị 200 xu thôi. Ui. Tự dưng mà lại đổ rồi. Chả hiểu ạ. Ai cái mờ của tao đâu? Đây, hai khẩu AWM cho cả nhà. Đây mình sẽ bắn AWM cho cả nhà xem. Hai khẩu AWM cho cả nhà xem. Đây. Mày! Cứu chút ơi, bạn ơi, bạn cứu tôi. Mình hồ máu được, mình hồ đóng được. Cái gì vậy? Ui, ném bom kìa, bậc thầy cứu bạn. Let's go. Chạy ơi. Cho tìm đứa, kìa đứa đằng cuối. Ở đâu nhỉ? Đâu ta? Team mình lo hết luôn rồi. Mình có bị gục, team mình cũng lo hết à. Quá hay. Let's go. Cho lên được huyền thoại. Lên được huyền thoại không? Lên. Huyền. Lên huyền thoại. Sai. Huyền thoại. Chỉ trong ngày đầu tiên. Oh god. 11S. Chúng ta lên được huyền thoại cách dễ dàng. Thề quá dễ. Let's go. Được khá nhiều đồ của huyền thoại. Chúng ta đã lên huyền thoại rồi. Và thì thôi, video dài rồi. Chắc là video sẽ kết thúc tại đây nhé cả nhà. Người cha nào đã bỏ đói con của mình? Má kêu tao. Không. À mà từ từ để mình nói cái này á. Ai cái đồng xanh để dưới phần bình luận á. Có cả Air Free Fire nữa. Gọi cũng có kim cương nữa luôn á. Nhớ kết xuống đó lại nha.